Hôm nay thì mình quay heo cho các bạn xem nè, để ngày mai mình giao cho khách nha. Hổng gà chỗ mình mưa quá các bạn ơi, không có dám rửa sàn nữa, ướt thì nó lạnh. Đây là các bạn cái mấy cái bầy mới đẻ 3-4 ngày nè. Đó, cái bầy này là mình giao cho khách nè các bạn. Bầy này thì dao động là khoảng 6 đến 10 kg, tại vì cái bầy này là hai bầy nha. Mấy con bự là bầy khác, còn mấy con vừa vừa là bầy khác nha các bạn. Như mấy con 8 kg nè là bầy khác nè. Đó, như 6,5 là mình chỉ tính có 6 kg thôi. Còn bên đó 10 kg. Đó, mấy cái con gạch lưng là mình để lại nha. Mấy cái con này là con nhỏ, mấy con nhỏ trong đàn thì mình để lại. Đó, còn cái bầy này thì chắc khoảng 12 đến 14, nhiều khi 15 16 luôn. Như con bự này 16 17 kg là được luôn nè các bạn. Cái này là cũng ba bầy lần trước mình quay cho các bạn xem đó. Đây nè, cái bầy này là hôm nay nó hình như là 17 18 ngày tuổi rồi nè. Đó. Mình bỏ xuống nãy giờ 4 nắm cám, nãy giờ khoảng chừng nửa tiếng ăn hết trơn rồi. Bầy bên đây là bự hơn nó vài ngày nè. Nhưng mà bầy bên đây nhỏ hơn nó nữa, do con mẹ nó không có được mát sữa không các bạn. Con này thì con mẹ nó mát sữa nha. Thì các bạn có cần mình tư vấn gì á thì các bạn cứ kết bạn qua Zalo đi, rồi nhắn tin hoặc gọi điện cho mình, thì mình biết cái gì chứ thì mình sẽ tư vấn cho các bạn. Còn các bạn ăn cám hèm rượu mà cộng với thức ăn công nghiệp á thì các bạn cứ liên hệ với anh Bằng. Ở đây là cái kênh YouTube của anh Bằng nè, thì các có gì á thì các bạn cứ vào thẳng cái kênh YouTube của anh Bằng, các bạn cứ bình luận vô đó hoặc là kết bạn Zalo với anh Bằng để anh Bằng sẽ tư vấn các bạn về vấn đề mà ăn cám cộng với hèm rượu để cho heo nhanh lớn và phát triển tốt nha các bạn. Các bạn cứ theo dõi kênh anh Bằng đi thì là biết anh Bằng bắt heo của mình về nuôi như thế nào, là bao nhiêu ngày tuổi sẽ bán. Thì trong những cái clip trước á thì có nhiều bạn không tin, thì các bạn cứ kết bạn với mình đi thì anh Bằng bắt cái bầy này nè rồi quay, rồi khi nào anh Bằng xuất bán thì anh Bằng cũng quay. Trong quá trình mà anh Bằng nuôi á thì anh Bằng cũng chia sẻ cái kinh nghiệm nuôi, có vấn đề gì đó thì anh Bằng cũng chia sẻ cho các bạn. Các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó đi, các bạn cứ kết bạn với anh Bằng đi, anh Bằng sẽ tư vấn cho các bạn nha. Rồi bây giờ thì mình cho nó ăn xong thì sáng mai thì mình tiếp tục mình cho nó xuống vỏ lãi di chuyển về nhà mới nha. Mấy cái bầy này mấy hôm nay là tách bầy được nè, hôm nay là cũng 23 24 ngày hết rồi nè, cũng to lắm. Bầy này thì đều nha các bạn. Thưa các bạn, đây là đàn heo nó to nhất của mình. Đàn này là mình mua giống là của Nguyễn nha. Đàn này là bắt vào ngày 10 tháng 5 nha các bạn. Đến nay là chưa được 4 tháng. Số lúc tổng đàn khi mua về là 8.5 nha. Còn cái đàn này là đàn con đàn 8 con. Hôm nay là được gần 70 ngày nuôi. Giờ đây là còn cái đàn này là hôm nay được gần 60 ngày nuôi nè các bạn. Ăn đến thời điểm này là 34 bao cám. Đây là những con heo đầu tiên mình cho xuống vỏ lãi nha các bạn. Đó, mình để vô cái sọt mình vận chuyển cho anh Bằng nha. Đó, mình sẽ để 3 sọt là tổng cộng là anh Bằng bắt lần này là 12 con. Rồi khoảng chừng 10 ngày nữa anh Bằng sẽ bắt 12 con nữa nha. Đó, đây là heo của mình nè các bạn. Rồi bây giờ mình cho nó xuống trước nha. Đó, mình mới vừa cho 4 con xuống xong nè các bạn. Cái sọt này chắc mình nhốt từ 5 đến 6 con á. Cái sọt này nó rộng lắm. Đó. Sọt này là sọt mình canh heo đẻ nè. Rồi cái sọt bên đây mình sẽ nhốt 4 con. Rồi cái sọt cuối nếu mà heo bự thì mình sẽ nhốt 3 con nha. Chuyến xe thứ hai nè các bạn. Mỗi chuyến mình chở 4 con nha. Đó, heo các bạn nhìn thấy đánh giá heo mình coi. Heo này là 4 ngày chưa tắm nè. Các bạn cho mình một bình luận là heo mình coi là ok hay không nha. Đó, 4 con dưới nằm im ghe rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đưa xuống. Chuyển mưa quá các bạn ơi. Đó, trời đen thui chuyển mưa nè. Giờ lâm râm nhỏ rồi nè. Trời mưa rồi các bạn ơi. Cho vỏ di chuyển vô chạy xuồng để tránh mưa nha các bạn. Đó. Cái chạy này lâu lắm rồi nè. Cái chạy này cái chục năm rồi đó. Đó, trời bây giờ đó tránh đi. Đó, các bạn thấy vỏ lại thì quê chạy ghê chưa. Nè, bắt đầu trời mưa rồi nè các bạn. Đó, trời đen thui trơn rồi nè. Bên đây thì còn hơi trống trống xíu nha. Còn bên đây mưa luôn rồi nè. Rồi để bây giờ mình sẽ vô mình nhận chuyển 4 con còn lại nha.
quá trời mưa lớn luôn các bạn ơi, heo chưa xuống sông nữa, bắt đầu trời kéo mưa quá trời mưa luôn nè, nó quá trời luôn rồi, sông cũng quá trời rác luôn đó, chưa có xuống sông nữa nè, quay cho các bạn xem nè, mưa nè đó. Trời mưa quá trời luôn các bạn ơi, bây giờ thì mình dời lên, mình di chuyển bằng xe, mình không có đi bằng giỏ nữa nha các bạn, mình sẽ vận chuyển 12 con thì mình đi hai quận nha, quận này thì mình chở 6 con, quận sau mình chở 6 con, mình bỏ lên xe này mình đi nè. Heo nè các bạn ơi, đó mình mới di chuyển 8 con chứ giỏ lên á đó. Đó, ở đây là 6 con nè đó, trong đây dưới đây một con là 5 con nè, trên đây 1 con là 6 con nè, 1 2 3, nằm dưới đây 1 con là 4 5 6, đây là 8 con nha, rồi một tí nữa thì mình sẽ di chuyển 4 con trong chuồng đi quận sau với 2 con này nha. Bây giờ mình chùm cao su lên rồi để di chuyển con này ra cho anh Bằng, mưa quá trời mưa luôn nè. Chào bà con chăn nuôi, chúc bà con một ngày mới vui vẻ vạn lành. Hôm nay là ngày 20 tháng 9 thì mình cũng đi cái quãng đường là 35 km để bắt heo, nhưng mà hôm nay chỉ bắt có 12 con, còn gửi lại 12 con 2 tuần nữa mình sẽ bắt tiếp, tại vì heo chưa có tính ngày cai sữa cho nên vắc xin nó chưa có đầy đủ, nên mình hôm nay bắt tạm là 12 con. Rồi mình xin hẹn lại với bà con là trong vòng 2 tuần nữa mình sẽ tiếp 12 con tiếp. Tức là heo này từ 6kg đến là con có một con to nhất là 10kg. Thì mình cũng nói với bà con là xô cho tổng cái đàn này là nó là 7.7 nha bà con. Thì giá heo là 8kg là 1.2 triệu. Thì tính ra thì mình đã tính ra cái số tiền đó là 14.200. Và trong khi đó là mình sẽ cộng và mình sẽ tặng riêng cho Nguyện là mỗi một con là 50k, tức là 12 con là thêm 600.000 là mình tặng riêng bà con. Thì mời bà con cũng xem mình nuôi và theo dõi mình chăm sóc cái đàn heo này trong cái thời gian là bao lâu, sẽ đạt trọng lượng một tạ và cho những loại thức ăn gì nha bà con. Rồi thì đây thì cũng gửi đến bà con, tức là mình cũng có thành lập lên một cái kênh là Phong Phú Miền Tây, thì những cái hướng dẫn mà khi mà heo mình mua về nhà và mình cho ăn như thế nào để cho heo đã mau lớn và rút ngắn cái thời gian, tiết kiệm được chi phí, thì xin bà con vào cái kênh là Phong Phú Miền Tây theo dõi xem mình nuôi và chăm sóc heo như thế nào nha bà con. Rồi, cảm ơn anh Bằng nha. Trời, hôm nay trời bão luôn các bạn ơi, nghe nghe đài báo là hôm nay với ngày mai là mưa nhiều đó. Đây thì mình cũng gửi tiền heo cho Nguyện, cái số này là 14.200.000, tức là mình gửi Nguyện 14.200.000, và đây là 600.000 là tiền mình tặng riêng là cho 12 con, mỗi con là 50k. Dạ, cảm ơn anh nha. Hồi sáng giờ canh heo tới giờ mới được lãnh lương đó các bạn. Hôm nay trời mưa quá các bạn ơi, anh Bằng không có chia sẻ nhiều kinh nghiệm. Các bạn có cần gì thì các bạn cứ nhắn tin cho mình, hoặc là kết bạn Zalo với anh Bằng đi, hoặc là vào kênh Phong Phú Miền Tây của anh Bằng á, thì anh Bằng sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn nha. À, mình ở đây là cái kênh của anh Bằng nè, thì các bạn cứ gõ vô Phong Phú Miền Tây á, thì nó sẽ hiện lên cái kênh của anh Bằng, thì các bạn theo dõi đi những đàn heo của anh Bằng bắt của mình á, thì về trong quá trình anh Bằng cho ăn và chăm sóc đó, nó phát triển và lớn như thế nào và bao nhiêu ngày bán đó, thì các, cho các bạn tham khảo để các bạn nắm được quá trình anh Bằng nuôi nha. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Thưa các bạn, đây là đàn heo nó to nhất của mình. Đàn này là mình mua giống là của Nguyện nha. Đàn này là bắt vào ngày 10 tháng 5 nha các bạn. Đến nay là chưa được 4 tháng. Xô lúc tổng đàn khi mua về là 8.5 nha. Còn cái đàn này là đàn tuấn đàn 8 con. Hôm nay là được gần 70 ngày nuôi. Giờ đây là còn cái đàn này là hôm nay được gần 60 ngày nuôi nè các bạn.
ăn đến thời điểm này là 34 bao cám.